quan tới vụ tai nạn lao động khiến 8 người chết và một người bị thương tại lò vôi xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay ngày 3 tháng 1 năm 2016, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa Đại tá Lê Trung Hiếu, trưởng phòng tham mưu cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn lao động là do ngộ độc khí CO trong quá trình đốt lò vôi. Tôi chạy lên thì là tôi thấy 4 người là nằm trong đấy rồi. 4 người nằm trong đấy thì hiện trường là có một cái thang là để trong đấy. Thì tôi nhảy vào, kể cả cái anh Ngọc là em của anh Hoàn, mà anh Hoàn cũng chết đấy, là cũng theo tôi vào. Nhưng vào được nửa thang không chịu được nữa, hai anh em là nhảy ra. Nhảy ra có nghĩa là tôi luôn ở như thành lò ngoài luôn. Xong cái đấy là tôi ngất đi, thì tôi cũng không biết là cái trường hợp còn ai nhảy vào đấy, nhưng mà ai nhảy vào thì đều chết. Theo kết quả điều tra, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2016, khi xếp nguyên liệu vào lò sản xuất vôi thủ công thì ông Lê Văn Thông là chủ cơ sở đốt lửa ở dưới lò, ông Phạm Văn Tuyên làm công nhân kỹ thuật xếp nguyên liệu ở trên lò. Bất ngờ ông Tuyên ngất, ông Thông liền hô hoán đồng thời lao vào cứu ông Tuyên. Không thấy ông Tuyên và ông Thông ra, 7 người gồm vợ, con ông Thông và người thân hàng xóm chạy vào thì cũng không ra được. Lúc này nhân dân đã phá hỏng lò, lấy quạt thổi khí và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến 19 giờ cùng ngày thì 8 nạn nhân đã tử vong và một người cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan giám định pháp y của công an. Tuy nhiên là chúng tôi thấy rằng đây những người này tử vong là đều do ngộ độc khí, mà đó có thể là oxit carbon và khí carbonic. Ông Lê Thanh Hải, Bí thư huyện ủy Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết bước đầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng và miễn hoàn toàn tiền viện phí cho nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Hiện công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh, các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng trong sáng ngày 2 tháng 1 năm 2016, gia đình các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn lao động kể trên đã tiến hành làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.